Hồi cuối tháng 2 vừa qua, Ilya Mikhachuk, một chiến binh người Ukraine bị lực lượng đánh thuê Wagner bắt giữ sau khi bị thương khi đang chiến đấu gần Bakhmut. Mikhachuk cho biết 6 tuần bị giam cầm là những ngày tháng đau đớn nhất trong cuộc đời anh. Cánh tay này gần như đứt lìa, máu chảy rất nhiều. Mikhachuk tin rằng cánh tay trái của mình có thể vẫn giữ lại được nếu như anh nhận được sự hỗ trợ y tế cần thiết trong lúc bị giam cầm. Tôi đã tự mình quấn dây garo trên cánh tay. Tôi có thể cử động các ngón tay. Tôi ổn. Đúng, cánh tay đang chảy máu, nhưng tôi không nghĩ rằng mình cần phải cắt cụt nó. Mikhachuk nói rằng vì bị giam cầm dưới tầng hầm cùng với những người bị bắt khác, nên hầu như không có thuốc giảm đau. Đôi khi anh ấy sẽ được bôi thuốc mỡ vào vết thương. Sự hỗ trợ của đồng đội đã giúp anh vượt qua nỗi đau. Tôi nhìn thấy một vị bác sĩ có kinh nghiệm người Ukraine. Anh ấy cũng bị bắt. Anh ấy giúp tôi thay băng, tiêm giảm đau cho chúng tôi. Chúng tôi đã gặp may. Vào giữa tháng 4, Mikhachuk được thả cho một cuộc trao đổi tù nhân. Sau khi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ở Ukraine, anh được đưa tới Mỹ để chờ ghép tay giả. Anh ấy có thể làm rất nhiều việc, mọi thứ từ nấu nướng, dọn dẹp, làm mấy việc vặt quanh nhà. Rồi sẽ làm được thôi, đừng vội vàng quá. Chi phí đi lại, chỗ ở và các chi phí y tế được chi trả bởi United Help Ukraine, một tổ chức từ thiện đã giúp các binh sĩ Ukraine có được chân tay giả kể từ năm 2014. We provide all logistic support. Chúng tôi cung cấp mọi hỗ trợ hậu cần cho các chiến binh bị thương đến phục hồi chức năng ở thủ đô Washington. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi chi phí hậu cần đều được chi trả. Khi họ đến Hoa Kỳ, chúng tôi cung cấp chỗ ở, cũng như rất nhiều sự hỗ trợ tình nguyện. Trung tâm Y tế Chỉnh hình và Chân tay giả ở Washington sản xuất chân tay giả miễn phí cho binh lính. Đây là một cánh tay. Đây thực ra là một trong những chiếc của Ilya. Hình dạng chung của cánh tay anh ấy, vị trí của các điện cực, vị trí của van và vị trí của cánh để giúp tạo ra hệ thống treo. Những bộ phận giả giống như những chiếc mà Mikhachuk sẽ nhận được thường có giá khoảng 100.000 đô la mỗi chiếc, bao gồm cả việc phục hồi chức năng. You see where they were before, Bạn có thể thấy trước đây họ đã ở đâu, họ đã có thể làm gì, và bây giờ chúng ta đang thấy họ ở những ngày tháng tồi tệ nhất. Có thể giúp họ trong quá trình phục hồi, tìm ra thứ phù hợp với họ nhất, mang đến cho tôi nhiều giá trị. Trước chiến tranh, Mikhachuk làm công nhân xây dựng. Ngày nay, công việc chính của anh là làm quen với đôi tay mới.